Thì chào tất cả anh em. Thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài trên điện thoại, và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo trên điện thoại anh em nhé. Đấy, thì là tôi khi tôi test xong đấy, tôi sẽ là hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm. Đấy, thì trước tiên đấy, tôi sẽ test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS anh em nhé. Thì cái phần mềm này cài đặt vào tất cả trên những dòng điện thoại của anh em, tất cả anh em nhé, miễn là điện thoại đời cao. Thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn SMS đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em. Trước khi test thì tôi sẽ bật đồng hồ chạy rơi này đấy, đảm bảo cho anh em là video không cắt ghép, không chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến đấy, rồi tôi chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Ok, tin nhắn đến này anh em này. Đấy, anh em này. Đấy, tôi sẽ chỉnh nhá, chỉnh sửa này. Tôi sẽ cho anh em chỉnh cái máy quay vì cái phản chiếu ánh sáng anh em nhá, nó hơi mờ. Đấy, lô 01 này. Tôi sẽ chuyển thành con khác này. Ok, đã thành 86 anh em nhé. Thì cực kỳ là chính xác. Đấy, anh em thấy không? Đấy, con số thay đổi, đấy, khung thời gian không thay đổi anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để gần lại cho anh em xem này. Đấy, vì cái phản chiếu ánh sáng nó hơi mờ anh em nhé. Đấy, máy quay hơi mờ này. Đấy, đã thành 86 này anh em này. Ok. Thì đây là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài anh em nhé. Đấy, còn cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo thì bây giờ tôi cũng sẽ test trực tiếp cho anh em. Sau khi test xong thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng phần mềm và cũng giới thiệu qua cho anh em phần mềm. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ ghi là nội dung là lô này anh em này. Đấy, tôi sẽ ngồi gần lại này cho anh em xem này. Đấy, lô này, lô là 00 đấy, 01 02 anh em nhé, 00102. Tôi sẽ để những con số liền nhau để cho anh em thấy cái sự thay đổi sau này. Đấy, nhân là 1.000 điểm này. Đề anh em nhé, đề là ví dụ như là 03 anh em nhé, những con số liền nhau. Nhân 1 triệu. Đấy anh em này. Lô 01000102. Đấy, nhân là 1.000 điểm, nick là Zalo là Hoa Cau anh em nhé. Anh em lưu ý cái nick Zalo. Bây giờ tôi sẽ gửi sang này. Đấy, vào lúc là 12:49 hôm nay này anh em này. 12:49 hôm nay anh em nhé. 12:49 hôm nay. Đấy, giờ tôi sẽ mở cái tin nhắn Zalo của bên bị chỉnh sửa. Đấy, máy bị chỉnh sửa này anh em này. Tôi sẽ để xin đây cho anh em nhìn nó rõ này. Máy bị chỉnh sửa này. Đấy, ok anh em này. Thì trước khi chưa chỉnh sửa, tôi sẽ cho anh em xem hai nội dung ban đầu. Đấy, nick là Cả Ngố anh em lưu ý này. Đấy, nick là Cả Ngố và Hoa Cau này. Thời gian là 12:49 hôm nay này. Đấy, 12:49 hôm nay này. Nội dung 0102 00002 nhân 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, cái nội dung này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy và ok lại. Đấy, thông thường anh em nhé, họ sẽ copy này. Đấy, ok lại này anh em này. Đấy, sẽ copy và ok lại anh em nhé. Đây này, tôi sẽ gửi trực tiếp sang cho anh em này. Đấy, và tôi sẽ cho anh em xem khung giờ này. 12:49:50 anh em nhé. Hai nick Zalo này. Đấy, tôi sẽ để cho anh em nhìn rõ hơn này. 12:50 gửi đi là 12:49 hôm nay. Anh em xem ngày giờ này. Đây là anh em, tôi sẽ để gần cho anh em xem ngày giờ này. Đấy, ngày là 19/8/2020 anh em nhé. Này. Đấy, hôm nay này. Ok. Đấy, thì tôi sẽ để đây là một vài phút sau.
tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, tôi để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm này. Thì với anh em chơi lô đề bằng hình thức gửi tin nhắn và chỉnh sửa tin nhắn, anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng bằng những cái phần mềm công nghệ cao này của chúng tôi. Thì trên kênh YouTube của tôi, đấy, phần mềm chỉnh sửa tin nhắn đó là kênh YouTube của tôi. Thì anh em có nhu cầu phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Line, Viber, Kakao, đấy, Messenger trên Facebook, đấy, thì anh em cứ vào kênh của chúng tôi, anh em xem anh em có nhu cầu phần mềm nào. Thì với anh em bên nước ngoài, lưu ý đặc biệt cho anh em, với anh em bên nước ngoài anh em không thể về được, thì chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp xâm nhập máy của anh em và cài đặt trực tiếp cho anh em. Đấy, với anh em trong nước thì lưu ý cho anh em lên trực tiếp cơ sở của chúng tôi. Đấy, anh em cài đặt phần mềm và test phần mềm anh em nhé. Thì tôi sẽ để ra đồng hồ chạy dây này là 5 phút, tôi để sang thành 6 phút tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé, để cho anh em thấy độ chính xác của phần mềm này. Thì cái phần mềm này cũng lưu ý cho anh em này, cái phần mềm này chúng tôi không lộ ra cho anh em. Anh em có nhu cầu, đấy, anh em kết bạn Zalo vào số này của chúng tôi anh em nhé, 0967544 số 4, để chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm trực tiếp, đấy, và sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, vì cái lý do bảo mật cho anh em cũng như là cho bên công ty thì chúng tôi không lộ phần mềm ra anh em nhé. Đấy, thì anh em kết bạn Zalo và chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm. Đã qua được 6:03 rồi anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào Zalo, tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, thì cái phần mềm này cực kỳ đơn giản, khi anh em muốn chỉnh sửa, anh em chỉ cần vào cái phần mềm mà chúng tôi cài đặt cho anh em. Đấy, thì anh em thay đổi cái con số lúc ban đầu anh em nhé. Rồi, anh em gửi lại cho họ thì bên máy họ sẽ thay đổi con số, còn thời gian vẫn giữ nguyên. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào cái phần mềm mà chúng tôi cài đặt này. Đấy, cực kỳ là nhanh anh em nhé. Ok này anh em này, tôi đã chỉnh sửa thành con số khác này. Anh em lưu ý bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, lưu ý cho anh em này. Đấy, ok, tôi chỉnh sửa xong. Thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé, để cho anh em thấy độ chính xác và hiệu quả của phần mềm. Đấy, tôi mở Zalo ra này. Ok, đấy, vào Zalo này cho anh em xem này, cực kỳ là chính xác này anh em này. Đấy, thời gian này tôi sẽ cho anh em xem lại thời gian. Đấy, anh em soi kỹ này, 12:49 ngày 19/8/2020, nick là Cả Ngố, đấy, và Hoa Câu anh em nhé. Lô 44 45 46 47 đã thay đổi thành 45 46 47 anh em nhé. Anh em này, thời gian không thay đổi. Đấy, vẫn là 12:50 anh em nhé. Đấy, cực kỳ là chính xác anh em này. Thì với phần mềm công nghệ này, anh em có sân chơi mà anh tạo được sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. 12:49 này, để cho anh em xem kỹ hơn. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu, anh em qua trực tiếp cơ sở, anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, cài đặt xong ok, anh em mình phải chuyển phí. Với anh em bên nước ngoài thì anh em kết bạn Zalo, chúng tôi có đội ngũ nhân viên cao cấp là xâm nhập máy anh em và cài trực tiếp cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.